Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Trong vòng 3 đến 4 tháng trở lại đây, khi mà anh em mua card đồ họa và xây dựng những bộ PC thì đều có mức giá rất tốt, card đồ họa giảm giá rất nhiều luôn. Những mẫu card như RTX 3060, 3080 ngày xưa sẽ có mức giá lần lượt là khoảng từ 30 cho đến 40 50 triệu đồng. Thế nhưng bây giờ mức giá đã giảm đi chỉ có một nửa thôi. 3080 chúng ta có thể sở hữu được với mức giá chỉ khoảng 20 triệu đồng. 3060 thậm chí còn thấp hơn nữa, chỉ khoảng 10 triệu đồng hoặc là một số những mẫu mã còn thấp hơn. Vậy thì lý do nào khiến cho mẫu card đồ họa bị tăng giá và lý do nào khiến cho card đồ họa giảm giá ngược lại? Thì bây giờ mình sẽ phân tích dựa trên cái ý kiến cá nhân. Theo như mình thấy thì sẽ là hai yếu tố chính khiến cho card đồ họa bị tăng giá lên gấp đôi. Lý do đầu tiên là do cuộc khủng hoảng chip bán dẫn. Nếu như anh em nào mà theo dõi những cái tin tức về công nghệ thì khoảng từ năm 2021 do cái biến cố về đại dịch này ở bên Trung Quốc là nơi sản xuất rất nhiều những chip bán dẫn và bị đóng cửa để có thể phòng tránh đại dịch, thì cái quá trình phòng tránh đấy thì làm cho cái sản lượng được sản xuất ra bị thiếu, dẫn đến tình trạng là thiếu chip ở trên toàn cầu. Thậm chí là anh em có thể thấy được là ô tô, điện thoại, máy tính, bất kỳ sản phẩm nào sử dụng chip bán dẫn thì đều xảy ra cái khủng hoảng thiếu chip đấy. Thì việc thiếu chip tức là cái hiện tượng là nhu cầu người dùng thì vẫn cao, thế nhưng cái lượt cung bị giảm thì cung với cầu mà không bằng nhau thì lúc đấy mức giá sản phẩm sẽ tăng cao. Và cái thứ hai nữa đó chính là sự bùng nổ của tiền kỹ thuật số. Ngày xưa thì anh em có thể thấy là chúng ta mua những cái dàn máy về, những cái dàn mà sử dụng rất nhiều card đồ họa dùng để đào Bitcoin, thế nhưng hiện tại thì người ta không làm thế, người ta dùng những cái sản phẩm khác. Còn card đồ họa mà mua về đào Bitcoin đa số là đào những cái đồng như Ethereum, những cái đồng tiền như Ethereum thì có thể đào được dễ hơn và có thể trao đổi và mua bán, thì lúc đấy nhu cầu sử dụng của người dùng, những cái thợ trâu cày họ mang với rất nhiều card, thành ra người dùng, những end user muốn mua sản phẩm hầu hết là phải mua cùng, mua lẻ đều như là không được hết. Vì thế là đấy, hai cái lý do đấy làm cho giá card đồ họa tăng cao. Vậy thì lý do nào khiến cho card đồ họa lại được giảm giá? Thì dĩ nhiên rồi, cái vấn đề yếu tố về đại dịch đã được khắc phục ở bên Trung Quốc và một số nước thì đã mở cửa lại nhà máy và họ có thể sản xuất trực tiếp ở trong nhà máy luôn. Vì thế là cái nhu cầu sản xuất ra chip bán dẫn đã được khắc phục một phần. Và cái thứ hai nữa là do việc thay đổi thuật toán của Ethereum, sẽ không thể nào dùng những mẫu kiểu là trâu cày, những cái chuồng trâu để đào ra coi được nữa, và thay vào đấy là chỉ dùng để trao đổi thôi. Thế nên những bác chủ nông dân xả ra thị trường rất nhiều những mẫu card đồ họa, và khi mà xả ra những cái mẫu card đồ họa thì chúng ta sẽ xuất hiện ra một vấn đề. Anh ấy biết vấn đề đấy là gì không? Đó là giá của card đồ họa trâu cày với card đồ họa mới chênh nhau rất nhiều. Ngày xưa thì là có phiên bản RX 580 mới khoảng chừng 8 triệu đồng. Thế nhưng những cái phiên bản trâu cày, anh em biết mức giá bao nhiêu không? 2 đến 3 triệu đồng. Mức chênh lệch như vậy khiến cho người dùng đổ xô đi mua card đồ họa trâu cày và họ không mua đồ mới nữa. Và những cái nhà xuất như NVIDIA không muốn điều đấy xảy ra, bởi vì nếu như điều đấy xảy ra thì việc họ đưa ra những cái sản phẩm mới tiếp theo sẽ gây ảnh hưởng đến cái tâm lý của người tiêu dùng. Và vì thế để có thể đảm bảo được là card đồ họa trâu cày xả ra và so với giá hàng mới không chênh quá nhiều thì giá card đồ họa đã giảm xuống một cách cực kỳ nhanh. Để xem nào, khoảng tháng 2 nếu anh em mua card đồ họa thì thậm chí 2060 anh em mua với mức giá khoảng 8 triệu hoặc là đến một vài mã là 12 triệu đồng. Thế nhưng bây giờ vẫn cái mã đấy 6 triệu đồng, mức giá đã giảm đi 50% cũng bởi vì lý do vậy. Và vì thế những cái mẫu card đồ họa trâu cày trên thị trường anh em thấy không còn hot nữa, bởi vì cái rủi ro để người dùng có thể chấp nhận được là quá thấp. Người ta có thể bỏ ra khoảng chừng 10 triệu để mua một mẫu card đồ họa như là RTX 3070 trâu cày. Nhưng thay vào đó tại sao họ phải mua đồ cũ? Bởi vì chỉ cần cộng thêm 3 triệu nữa, chúng ta đã có RTX 3070 mới 100%, đầy đủ những chính sách bảo hành đến từ hãng và khiến cho người dùng bớt đi lý do để có thể mua card đồ họa trâu cày, họ chuyển sang mua đồ mới. Và việc hỗ trợ chính sách về giá đến từ NVIDIA như vậy cũng khiến cho những cái mẫu card đồ họa bây giờ mức giá rất tốt, anh em có thể xây dựng những cái bộ máy mà anh em đang mong muốn. Vậy thì anh em đang muốn sở hữu bất kỳ một mẫu card đồ họa nào, anh em có thể tiết lộ cho mình được không? Đừng quên để ý kiến ở dưới bình luận nhé. Hẹn lại anh em trong những video sau.